chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ là trò chơi hất tóc giả, để xem đội nào thắng thì cộng thêm một điểm thưởng, sau đó đội nào chung cuộc ít điểm hơn chịu hình phạt đau đớn từ chương trình. Xin mời. Thưa các anh chị thân mến, trước khi mình đến với cái gia đình bảy nụ để xem kịch hôm nay sẽ là gì, thì chúng ta đến với một cái game nhỏ ngắn xinh xắn, mời chọn một bộ tóc giả bất kỳ mình muốn, ưu tiên khách mời trước. Rồi, ưu tiên vượt bộ nào cũng được. Rồi, Quỳnh Lương, em cho anh đội bộ tóc đấy đi. Không. Rồi, Ngọc chọn. Nhường đi. Luật. Rồi, đây. Mời anh nha. Anh sẽ đón em đi vào khu, đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ xa giông tố. Ê, cái đầu thắng nè. Đây, mỗi người một phong cách. Backstreet Boy nè. Get down, dạ. Get down. How are you can? Trời, giống chị Mỹ Linh quá vậy. Mặt một câu chắc rất hiền. Tóc ngắn vì em rất thích Mỹ Linh. Bây giờ trò chơi đơn giản như sau. Từng người sẽ vào vị trí vạch đích ban đầu. Không được bước qua vạch này bằng mọi giá, làm như thế nào đó hất cái đầu tóc và tóc bay càng xa càng tốt. Hả? Hai đội, đội nào có người hất tóc xa nhất đội đó giành chiến thắng. Vậy thôi. Em đội vô cũng đẹp quá nè. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Ai, đội nào chơi trước? Xem xây. Em đây một, không bán sầu riêng. 2, 3. Rồi, thắng chơi sau, thua chơi trước. Ủa? Vô. Em đã có kinh nghiệm với chồng rồi của anh. Nè Ngọc, thế thứ nhất. 1 2. Hay quá. Phạm luật. Bước qua mức à, không biết thôi, bỏ bạn. Không biết. Em không biết, xin thông cảm đi. Đầu tiên bước qua vạch là không cho nha. Dạ. Nè rồi. Em, chân trụ là chân sau. Em bước trên vạch, em hay ăn gian lắm luôn á. Rồi. 1 2 Bài lưỡi cào. Rồi, đợi mình người tiếp theo lại. Em khó quăng quá à. Dạ, giảm mức là thua luôn nha. Dạ ơi, không có chuyện mà thông cảm đâu, tại nãy anh năn nỉ được do giám khảo thôi. Quan trọng bên em ai năn nỉ được giám khảo. Từ lúc anh để rau anh dơ dễ sợ. Thì anh thấy chồng em để mắt trước để theo mà. Làm lại. Không, em bị mất cái đà. Không, cơ hội cuối cùng nha em. Không phải chơi lô tô đâu nha cưng. Thảy lại 2-3 lần. Một mạng một thôi đó. Đừng có lỏng quá, nó rớt trước á. Ai giữ giùm em cái chân bên này với. Làm sao có thể không, giữ giùm. Chân bên này nè. Ừ, té chết à. Cái chân trúng đầu á. Ngọc nó hất luôn. Không, em đứng thấp xuống. Trời ơi, Ngọc nó khờ dễ sợ luôn á thiệt. Tự nhiên đi giữ giùm ta hả? Người ta coi không ra gì hết trơn. Mà bị người ta coi không ra gì nữa chứ. Bị gì vậy? Chị chấn em đau quá. Té luôn à. Xạo rồi. Thiệt, chị chấn cái gót sâu lên đau quá. Kệ ai biểu ngu. Rồi đó, ai dơ quý vị? Ai dơ quý vị? Ai dơ vậy? Không có đụng cho nó. Ngất. Kệ nó. Vô nhà giải chợ. Ngoại ơi, tha lỗi cho chị đi. Ủa, chấn chúng đâu mà sao tướng em đi kỳ vậy? Người tiếp theo, đợi mình lại. Ngân tỉnh táo. Hết cơ cây lại. Có cần anh nằm xuống đất, anh giữ cái chân lại không? Dạ không, em có thể tự lo được. Đó, thấy không, đội mình chơi không đi giữ, đi giữ mình đội người ta. Giữ đâu nữa là sao?
2, 3. Go! 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 Cái tay. Không có dính. Có dính không? Sao chú mạnh gan dữ vậy? Sao thấy có cái tay đụng vô? Trời ơi, bạn kỳ thị á, bạn kỳ thị người ta đó. Camera coi lại kỳ thị. Người ta chơi rất đàng hoàng. Tay hồi nãy vậy nè, vậy nè. Không có. Nếu mà đẩy sao đẩy được. Kìa, nhìn mọi người kìa, mọi người khán giả kìa. Đó, khán giả đi. Không có rồi. Một cái tay người ta bịt ở đây, một cái tay người ta để ở đây. Quay gì mà sao mà chung được. Đó. Thì chị đâu quay lại tay quá. Rồi, người tiếp theo. Cho em phải cái hầu ấy nha. Để lỏng lỏng ra. Như nãy á. Quay từ bên đây qua nè. Quay từ bên đây qua nè. Ủa sao bạn chỉ người ta luôn vậy trời? Cái gì vậy trời? Lấy cái kinh nghiệm của em. Vô. Mày đang ơi. Một. Lại. Không có sự lại. Lại. Trúng tay làm lại. Trời. Đúng rồi, cái tay dính. Ôi này là mình có thiệt mình là bị ép cho thua rồi. Anh ơi, ta khách mời. Sao á? Đừng đây luôn. Khách mời gì mà chơi thầy không biết thầy luôn vậy trời. Vậy thì thua luôn cho rồi đi. Này. Mình đã thua đi. Vô. Mình vẫn đang đứng nhất. Không sao cả. Vẫn đang đứng nhất. Tin luôn á. Em ơi. Đấy em. Em đi em. Anh là ác chủ bài. Tại anh thất không bao giờ đi đó. Đây là lần đầu tiên em chơi trò này nè. Các chị, như này đúng không? Tư thế đúng như rồi, nào? Đúng rồi. Hỏi chị Ngân. Đây em. Như nào? Thị phạm cho em đi chị. Nè em, tay em, hai tay bắt chéo này là Ngân, đúng rồi. Okay. Không thủy, em cứ làm theo chị. Anh đồ em không có cái gì. Em tin chị. Em để. Ok. Tay này, thấy không nè. Rồi. Cái tay nó chảy máu, nó chọt vô đó, hồi máu dính vô đó nữa. Đây. Đây nhá. Rồi. Đây. Một, quăng coi như thế quăng. Này okay. Em quăng nguyên cái người qua. Nhưng lơi lơi thôi để nó dễ đi. Ôi cô chừng có đi được hai đó. Bộ một lượt cưng ơi. Một. Hai. Mạnh lên. Không lỗ mà không lỗ. Dấp cục đá. Dính mì cà rô. Cẩn thận đi luôn tóc giả. Đội trên tóc thật của em. Đây. Rồi thôi. Tóc này tóc thật mà. Thôi như thế. Coi chừng nó rớt nha. Ok. Rồi. Một. Hai. Ba. Ây á. Cái gì vậy? Bị gì vậy? Biết luôn á. Tôi không có làm gì hết đó nha. Tiếp theo. Đây để coi Quỳnh Lương nè. Cố lên Quỳnh Lương. Cái kèo này cho tôi thấy chứ không qua số 1 được. Trời ơi, giỡn hoài ra chỗ đen đen ngoài kia luôn nè. Để cho anh đi. Ủa. Nhưng mà sao em đổi tóc gì qua cô kia Quỳnh Lương. Mà thấy không, khu này khu nhà giàu nè, bà đâu cho hẻm nữa. Qua chơi nhà chị để nó chật quá khó ra. Qua thăm chị Ngọc đi em ơi. Qua nhà chị chơi. Rảnh uống nước chơi. Đó. Ghé luôn. Xem. Ngân vẫn cao hơn. Ngân vẫn cao hơn bạn ơi. Bạn thấy rõ ràng rồi. Chỉ nữa trời thiệt á. Mệt bạn ghê á. Tất cả trong cậy vào anh. Anh Luân. Anh là một bạn quyết định đấy. Anh lộn mèo xong khi mà anh bật về là cái đầu anh tới ngoài kia luôn. Luật ơi, phạt ghê lắm nha. Anh biết anh sợ bị phạt. Đúng. Thiệt. Anh bị phạt anh thua anh không có sợ. Mà anh sợ nghe những tiếng nẹt bô từ Lâm Vĩ Dạ với Trương Thế Vinh. Anh sợ lắm hiểu không? Lẹ đi ông anh. Trời ơi, ác chủ bài của đội nè, căng thẳng lắm. Nói cho lắm vô nha. Hồi về nhà em cứ lão này là thấy đầu quá cứ lão. Mấy dòng lập màu hơi rớt lại qua chua mất hết rồi. Mày đặt lắm bao. Bây giờ chỉ còn người duy nhất có thể cứu đội đó là Trương Thế Vinh. Quá chán luôn. Chúng ta chờ xem có cứu được đội mình hay không. Em trai rảnh ghé anh chơi nè Kinh. Để em nhịn chân anh Vinh cho. Thôi. Ai ơi, một xong. Quay người trò nào thì nó mới lăn ra. Một xong. Ok. Dân anh có lượt. M-U-I-S-U-N. Ghé chơi ơi.
Anh biết là thích bên khu anh mà nó không tin ha. Khu này đông đúc, khu kia yên tĩnh. Thưa quý vị, tất cả đã hiển thị rõ ràng Thúy Ngân là quán quân của trò chơi Hấp Tấp.